Chiếc xe này sau khi mất phanh, lái xe không còn cách nào khác phải đâm vào vách núi. Đường đèo trên quốc lộ 6 qua địa phận huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đầu xe đâm vào núi bị hư hỏng nghiêm trọng. Vì đây là đoạn đường cua, vực sâu, việc phương tiện đâm vào núi đã gây cản trở, ùn tắc giao thông. Theo các lái xe, nếu như các cung đường đèo dốc này có đường lánh nạn, thì hậu quả của các vụ tai nạn sẽ được giảm thiểu tối đa. Đường miền núi bọn em đi thì đường nó có nhiều sương mù, thì nếu mà có xe nó đang thì trục trặc, nó hỏng ở giữa đường ấy, thì như bọn em mà muốn vượt lên thì sương mù nó khuất cái tầm nhìn nó ngắn quá, không nhìn thấy, là nhiều lúc mà muốn vượt lên là rất là nguy hiểm, bởi vì là không nhìn thấy cái xe đằng trước nó đi ngược chiều về. Nhất là những khúc cua đấy, nó rất là nhỏ mà như hai cái xe này mà khúc cua mà tránh nhau là phải nhường nhau, chứ nếu mà hai xe mà cứ đi mà nhanh quá hoặc gì là không xử lý kịp là sẽ dễ xảy ra nhiều cái nó không như ý muốn. Theo phản ánh của các lái xe, hiện tuyến quốc lộ 6 từ Hòa Bình đi Sơn La dài khoảng 100 km, nhưng hiện không có đường cứu hộ cứu nạn, vì thế khi phương tiện gặp sự cố thường phải đâm phương tiện vào vách núi. Nếu mà cái đoạn đường mà bé quá thì bọn em thì cũng đỗ điếc thì cũng hơi là khó. Thì nếu mà mình có thể là nhà các cơ quan ngành nhà nước ấy thì có thể tạo điều kiện là làm những cái khúc mà nó mở những cái chỗ mà hay đậu ấy, như kiểu lánh nạn ấy, thì là dễ dàng cho bọn em đi nó ấy hơn, thuận hơn. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, trong 6 tháng qua, trên địa bàn đã xảy ra khoảng 50 vụ tai nạn, làm chết 41 người và bị thương 59 người. Trong đó, số vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường quốc lộ, đèo dốc chiếm tới 58%. Điều đó cho thấy, tai nạn giao thông trên đường đèo dốc đang có những diễn biến khá phức tạp. Quốc lộ 6, ấy, tuyến khu vực Mai Châu, Tân Lạc Mai Châu là nên có những cái đường tránh nạn để đề phòng những cái chuyện bất chấp, những cái sự cố tương tự như cái vụ hôm cháy xe ở địa bàn Mai Châu. Nếu chúng ta có những cái đường tránh này thì các cái phương tiện mà xuống dốc hoặc là lên dốc mà có sự cố xảy ra thì các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện lao vào các cái đường tránh nạn thì đảm bảo an toàn hơn. Nhưng đến nay thì tỉnh Hòa Bình chưa làm được cái này. Những vụ tai nạn giao thông trên đường đèo thường để lại những hậu quả rất nặng nề. Nguyên nhân thì có nhiều. Tuy nhiên, từ thực tế, việc thiếu các cung đường lánh nạn cho phương tiện mỗi khi gặp sự cố như nổ lốp, mất phanh, mất lái, rõ ràng đang là nguy cơ tiềm ẩn khiến tai nạn thảm khốc đường đèo dốc gia tăng.